hôm nay mình quay đi hai vlog cho anh em xem anh ạ. Hôm nay đang video buổi tối này. Thì hiện tại là chú cháu mình đang test cái máy xịt này, mới mua về hồi sáng anh em á. Thấy chưa? Em ru luôn. Máy này thì bọn mình cũng định là để rửa xe đấy anh em ạ. Anh em ạ, cười. Khỏe thật. Khỏe chú nhỉ. Tức là đang dùng cái mức độ áp bình thường thôi anh em ạ, không dám bật hết cỡ đấy. Bugatti Chiron cũng tay em nhá. Thì đang nghiên cứu này. Em ạ, tháo phần cốp mình ra này. Tháo phần cốp mình ra để chuẩn bị là lắp đèn pha đây anh em ạ. Lắp đèn pha rồi. Thì cái nó đang bị kiểu sâu sâu bên trong này này. Chạm với phần chắn bùn này, đang phải nghiên cứu lại. Đấy. Tiện thể là cái này cũng rửa luôn cho sạch sẽ đi, đến cơ về nhà thao tác làm video tuần tới để cho nó ok nhất có thể anh em nhá. Cái gì? Máy cào cào ra lên cũng hơi khỏe đấy. Ừ. Khiếp nhỉ. Anh ạ, thì mấy tuần vừa làm việc các thứ nó bận rộn quá nên là không rửa dọn vệ sinh nhà được ấy. Cao nha. Đẹp luôn. Hồi trên có điện chưa? Không cần cần đến đâu. Kì. Khỏe quá. Đẩy hắn lại. Em thì hôm nay là phải dọn dẹp qua, chúng ta sẽ tiến hành gì nhá, mới tiện thể giới thiệu anh em luôn cái quả máy vừa mua này này. Uy tín luôn. Máy thì chưa test được, chưa có sơn để test. Máy khí hơi thì chưa test anh em ạ. Khỏe chưa? Đèn là ok rồi anh em ạ, bọn mình cất vào kia anh em nhé, tại vì bọn mình không chia sẻ được cái này luôn anh em ạ, tại vì nó ảnh hưởng đến cái video mà quan trọng nhất cuối tuần này. Thì đang nghiên cứu phương án lắp đèn ấy, thì vừa rồi là cái này mũi cho cháu muốn rửa xe đi, sau đó để làm cho nó ok. Thì nên là mình cũng chia sẻ với anh em vậy nhé. Anh em nhìn thấy bánh xoạc ra kìa. Để lắp cái phần đèn, tức là mình đang định tháo cái phần đỡ vỏ phía trước này ra này. Để nghiên cứu thao tác lại cái phần khung đỡ đấy, sao cho nó lắp vừa cái phần đèn chúng ta đang tiến hành xử lý anh em nhé. Thì cái gì ấy? Ai đấy? Vậy. Ba triệu rưỡi. Còn mấy hàng? Khủng khiếp nhỉ. Anh đi em, anh em thấy con ẻm Bugatti này ổn không? Lắp xong pha đèn này thì cháu nghĩ là nó đẳng cấp luôn đấy. Nhìn nó có thần thái hơn đấy. Hơi bị được luôn anh em ạ. Anh em cứ hình dung đèn Bugatti Chiron nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ lắp đặt cho nó bộ AC kiểu vậy anh em ạ. Đấy, em hình dung ra nhé. Cái cốp để đâu rồi chú? Không thôi, lấy cái ổ điện kia ra. À, lấy cái hộp điện áp ra. Ổ bên đó có điện trở với lại các con trụ tụ ấy nên là phải lấy ra. Cháy tụ ấy. Chứng tỏ là không nên mua mấy cái máy nhỏ nhỏ chứ nhỉ. Máy nhỏ nhỏ chống hỏng lắm, nó cái kiểu đẩy áp thì sao ấy. Đây mới khỏe này kìa. Mấy nhỏ chỉ dùng để rửa đường lợn được thôi anh em ạ. Quy mô nhỏ thôi, còn đâu quy mô lớn là chỗ hoặc là cái diện tích mặt bằng lớn như mình thì nên sử dụng cái máy này, với lại muốn lâu dài đấy. Còn đâu cái máy kia thì chắc dùng được thôi, nhưng mà dùng thì nó sẽ không bền được cái máy này được. Nên là cái máy kia mình để trên nhà rồi anh em ạ, để trên nhà để rửa trên nhà. Regula này nó mới này.
Phải không? Ui này. Cháy luôn đúng không? Cháy đi con loa luôn à. Hình như là nó lắp bị không trung rồi. Nó lắp hai cái trục giữa. Đây này, rotor và stator này. Nhìn này. Kiểu nó bị gì đấy. Không trung ấy em ạ. Vậy thì nó nhanh hết, nó lấy con loa đó. Mọi người ạ. Nhìn này. Kiểu nó bị gì đấy. Hao ấy, nhìn. Cái này là có khi mình tí phải chỉnh lại anh em, chỉnh lại cái bệ motor này sang bên này một chút này. Thì để cho cân. Thì anh em nhìn thấy hiện tại nó đang bay vụn ra này. Không có lý nào mà để bay về được. Kiểu bốc khói luôn này. Bay bốc khói này chứ. Kiểu nó không chung rồi nhỉ. Nó lệch đấy. Nó lệch. Để đảm bảo ra thôi chứ. Nó bảo ra mà. Không phải đây cũng lệch nữa chứ. Nếu mà vậy thì muốn chết. Bây giờ cái này nó không lệch, không phải lệch đâu. Hay không này. Em gì? Em ru luôn. Ừ, được đáng đồng tiền nó có gạo anh em ạ. Cái này nó quay nhanh nên là nó kéo thằng cái này chậm thế nó tua kiểu. Nó kéo cái dây của nó này để đi trước ấy. Nói chung là cũng bị gặp một số vấn đề về cái phần lắp đặt regular đấy. Vậy là hao regular anh em ạ, phải chỉnh lại này. Hao dây muốn. Rửa xong rồi chỉnh lại, ý gì vậy? Hao đó, không đơn giản đâu. Cẩn thận nó lên điện đấy không nhá. Cẩn thận điện đóm, cẩn thận đấy. Cứ an toàn chết hết. Cẩn thận đó. Anh sẽ chờ em. Ô bên xanh kia có cạn khô. Động cơ này anh em ạ. Vừa lắp đặt xong hệ thống động cơ này. Nếu anh em chưa xem thì có thể là ghé kênh Nhét TV để ủng hộ mình em nhé. Thì là cái toàn bộ quá trình hình thành những cái phần động cơ này thì bọn mình có úp ở trên cây ấy. Anh em qua ủng hộ mình. Đấy. Trong gầm này anh em nhớ chưa? Bẩn chưa? Kiểu bao nhiêu là đất rồi thì mùn mằn các thứ. Trong quá trình chúng ta thao tác thì nó đang đọng lại phía đáy. Cái này là cái máy xịt thì nó xịt hết ra này. Đấy, sạch tinh luôn em chưa? Trong gập sạch tinh luôn. Kinh nhỉ, không ngờ bên trong gầm nó tích tụ nhiều cái rác bẩn nhỉ. Cẩn thận nhá, máy tính ấy. Bộ này là vừa là tivi vừa là máy tính anh em ạ. Thì trước kia bọn mình lắp đặt vậy thì cũng được chuẩn bị cho cái dự án, những dự án sau này làm ở cái phần sảnh sảnh này này. Thì là chúng ta sẽ tiến hành là trên kia có cái kiểu web app hình ảnh ấy. Thì chúng ta sẽ dùng cái PC kia. Đây là PC thì nó sẽ gọi là có chức năng là để làm mô phỏng cũng như là kiểu thuyết trình những cái phương án làm việc của mình ở khu vực này. Thì trong thời gian tới là kiểu vậy đấy. Cái này nhặt vào để con làm mài mịn này. Đẹp luôn, sạch luôn. Kinh thật, nó bắn
trong gầm mày bệnh dầu ra man chúa. Nó sao á? Đi la bên ngoài nóng quá, mòn tắp đất luôn. Tắp đất rồi. Cũng có cả cái này lắp sao này nó. Cái này là lắp lệch rồi, hoặc là cái bu ly này nó bị quá. Nó cào nó mãi. Không, hoặc là cái bu ly này nó bị có ba vi à. Đây là vừa sử dụng lần đầu đã vậy rồi anh em ạ. Đáng ra như thế này là khách hàng có tính là người ta phải người ta phải có ý kiến với lại nhà bán hàng đấy. Phải thắp đất đi cô la để xem đất đấy. Rồi nó bán ở mặt. Quay lại mới cho ông ấy xem. Dạ. Đất nó bán ở mặt đấy. Đất thật anh em nhìn thấy là cái này là rung ly nhiều chưa? Thôi ta tắt đi xem tí đi. Ta lại kiểm tra đấy nhỉ. Đất kinh lắm. Vừa mua vừa chạy lần đầu luôn anh em. Máy thì êm đấy nhưng mà cái hai cái vòng này là mình thấy là sai rồi. Chỗ sai chỉ kỹ thuật rồi đúng nhỉ. Đâu ai có kiểu mua về mà máy cái để đây ram và quay ra như kiểu như cổ cột bóng vậy. Sao hỏng rồi Hưng á? Sao hỏng rồi? Không để ý nhất thôi, quay lại nó quay ra như thế này. Không, cháu nghĩ là bu ly thôi. Nếu mà bu ly thì mình phải tỉa lại. Tự tỉa cũng được. Nè, tại sao mà vừa mới chạy lúc mà đã về thì ô máy này có kịp để mà mua dây cu la để lắp vào hay là tiền dây cu la cũng chết nhanh. Thắp đất đây nha. Vâng, thắp đất. Ôi giời, đang thì khen anh em ạ, đang khen máy chạy êm, máy chạy khỏe thì lại gặp vấn đề dây cu la, đúng là có hiểu. Trong dưới đất thì chơi đất được, vẫn chắc là cũng rửa được nhà đấy. Đất thì đất, không đất thì nghe. Nhưng mà chung kinh nhất. Nhưng mà vậy thì không ngủ rồi. Nha. Có khi lệch đây cô loa mà nó. Lệch hoặc là nó có ba vi á thì nó mới phoi đâu vậy. Cứ nhỉ. Lệch đấy. Thì đây nếu có được song song ấy. Lệch thì mình chỉnh được. Mà ba vi cũng chỉnh được, có gì đâu. Nói chung cái này, ôi công nhận rồi, anh em nhìn ra, có song song đâu. Đấy à. Nói chung là tí nữa phải chỉnh lại em ạ, vừa mới nổ quả máy lên thì cũng chưa biết được nó bị làm sao nhưng mà cái này nhìn thấy vậy thì phải chỉnh lại. Ui lắm rác thế mọi người, ở dưới đáy xe lắm rác rồi cơ. Tiếp gì? Tiếp khủng luôn anh em ạ, hãi luôn đấy. Cái này làm vậy thì xe pháo sạch sẽ anh em ạ, nhìn cái môi trường làm việc rất được thoáng đãng hơn. Ấy. Nó ít bụi. Dạ. Phải báo lại cho ông mấy bộ máy đó thì chạy lại như chạy lại. Thì mình có thể mình cho video ra luôn được mà phải không? Bộ là xem có cho lại cái đình loa phải không? Đình loa đắt tiền chứ nhỉ? Sao phải mình nhìn đấy. Nhưng mà nói chung là mình phải có ý kiến của mình phải không? Tiền thì không phải mình nhìn nó cũng trả gì đâu nhưng mà nó phải có ý kiến. Ok. Mấy hôm làm đất sét đấy, là cái này là cái mùn đất sét anh em, đỏ đỏ này này. Tại chú quay cho cháu đi chú. Đấy nhưng mà vừa mới chạy một lúc mà đá hỏng dây cu loa này. Cái kiểu cái dây này to hơn vậy hơn nhỉ. Dây to hơn. Cái to hơn, cái dây này nó khác này. Dây này khác form của dây này. Chứ tỏa lắp đặt là cũng không chuẩn phải không. Vừa mới dùng thì mà đã được bộ dây kiểu này rồi thì rồi thay dây mới luôn mà. Nó nén kinh, cái bên trong của nó nén nó đẩy áp khỏe thật luôn mỗi. Trông kinh chưa anh em ạ. Kiểu sợ đất này. Cái này nó quay nhanh quá.
tây cũng cây xấu. Không, quay nhanh thì cái vòng tua nó không liên quan nhau chứ. Cây nhanh hay chậm thì nó việc của nó. Tức là vậy thì mới có kiểu vậy giảm tốc, tăng tốc cái thứ. Thì nó bị giá thì chủ yếu là rồi cái rãnh đây, rãnh này nó sẽ ăn cái đây của loa này. Chứ không liên quan gì đến nhanh hay chậm phải không? Bây giờ nói gì đến nhanh nhanh là như vậy nè. Cái này nó quay nhanh phải không? Vâng. Thế cái này nó quay lên đồ nó phải đánh áp lên đấy. Thế là nó cứ dừng thỉnh thoảng nó mỗi phát đánh áp và nó lại hơi trứng lại một tí. Thì là cái này nó quay nhanh là nó tự nó chùi đi là nó tự nó làm nóng cái này lên. Nó nóng cái poly lên. Thế là nóng lên thì cái cao su nó gặp sức nóng là nó sẽ mòn đi như này, nó cháy. Nóng sực cái tí. Không. Vậy chứ còn nếu mà đã quay đều mấy nhau đè nhau thì không bao giờ không, nóng. Không bao giờ. Ai mà rút vậy thì cái máy nào người ta cũng thiết kế ra cũng bị vậy à Hưng nhỉ, phải không? Cái này nó việc này của nó khỏe này, cái motor nó tốt, nó khỏe này. Khỏe thì khỏe nhưng mà cũng roi cái rãnh này, em nhìn cái rãnh có phải không? Cái rãnh này nó tí nhưng mà cái đây nó to, nó lồi ra ngoài thì nó quay bắt đầu vào tới đây rồi này. Đấy, anh em sơ cho ý kiến xem anh em thấy có đúng không? Cậu cháu mình đang tranh luận phần vân chứ không liên quan, cái chả nó dừng hay nó gặp cái anh kiểu gì cho anh nữa, nó đáng trong cái này nó rồi, nó vừa quay một lúc mà chứ nó không bao giờ bị kiểu chú bỏ vậy. Vậy cái này tí đi rồi chắc là không bị nữa đấy. Vẫn bị. Nói chung là cái dây này là không ổn rồi. Phải thay dây mới. Tí nữa ra mua ông bổ ông đấy. Vặn nước xịt nốt đi. Xịt nốt nha anh em. Nóng gì? Nóng luôn. Nói chung là cứ tưởng là hoàn hảo ra cũng gặp một chút vấn đề trục trặc nhỏ anh em ạ. Nói chung là cũng giải quyết được. Có phải nó giật giật không? Lệch thì nó lệch rồi nhưng mà lệch làm gì mà nó. Rác của anh ạ, nhìn toàn rác trong gầm ấy hả? Cái hàn nến đây cu loa mà bị nhiều quá hoặc mất nhiều thì làm luôn motor quay sang trực tiếp, quay trực tiếp sang khỏe.
chặt anh em. Mất xin. Kẻ nó trục trặc cái dây của loa thôi. Cụt. Cái hồ cửa mấy hôm cụ nhỉ. Thôi, làm mấy rồi. Ở dưới đó còn mét trên thì chắc không có gì. Khá từ đợt lắp hết bây giờ nhỉ. Khá là bụi luôn nè. Cái mé ngoài đường là bụi nước thôi. Tại mé ngoài đường xe cộ đi lại quanh năm ngày tháng. Có mày đi chơi đi. Ở trên đấy còn vụ nữa, bẩn nữa. Máy đang là dây qua dối có vừa xả vừa kéo cả cửa kính mà rửa. Anh em nào gần khu vực mình ấy có nhu cầu sửa xe thì đến sửa của anh em nhé. Thì bọn mình lấy giá rẻ luôn, rẻ hơn thị trường 50% đấy, nếu là tình cảm đấy đến độ này. Rửa xe là có nước uống anh em nhé, rửa xe có nước uống đàng hoàng. Cái này có còn giật giật không? Đây, đó là lợi của Nam anh em. Cái khu vực giao dịch có mấy chú cháu ấy. Tôi cũng kiếm lên. Đang cái áp này đang yếu anh em ạ. Đây là không dùng hết công suất được chứ. Nếu mà dùng cái này bắn mạnh á. Đúng là cái đèn nó khó thật chú nhỉ. Cái đèn rồi cái này lắp vào mình phải chỉnh lại cái phần đỡ vỏ đấy, phần khung đỡ vỏ đấy nên là nó khá là khó. Nói chung là cái đấy tại cái đèn là nói thật là mình không nắm trước được kích thước của nó, không nắm chắc được cái cấu trúc của nó ấy, bên trong ấy. Nên là cái này sẽ phải khắc phục để sao cho nó có thể lắp đặt được cái phần đèn nó vào bên trong xe anh em ạ. Nói chung là sẽ cố gắng. Không biết là gọi điện nổi nhưng mà không phải mang dây loa vào thôi.
yếu rồi nhỉ, yếu à, chưa hết nước chứ, chưa hết nước hay sao anh em? Mấy hôm nay trời nắng đẹp chưa anh em? Mấy quê mình ấy, quang cảnh quê mình. Đây em nhá, hôm coi như là sáng nay mình đăng clip và tối nay lại đăng tiếp, chủ yếu là để muốn nói chuyện với anh em cũng như là bảo là cái vật đèn đấy chỗ lắm, nói chung là cái này thì cũng dễ sửa đấy anh em ạ, nhưng mà sẽ phải gọi người ta vào cho người ta bảo hành cho mình ý chú nhỉ, phải không? Tại vì mình vừa mua về hôm qua mà, phải không? Nói chung là mình cũng phải có ý kiến của mình đấy, còn coi như là đây là vlog nói chuyện mọi người thôi mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của mình, đăng ký kênh cũng như là để lại ý kiến của em trong phần bình luận của video này. Chúc em buổi tối vui vẻ nhá. Hôm nay đăng video buổi tối anh em ạ. Sáng nay cũng đăng rồi. Nói chung là mình thích đăng video lắm anh em ạ. Đây là ham quay. Nên là kênh này cũng là kênh đời sống của mình thôi mọi người nhá. Ba người. Hẹn mọi người gặp lại.